là báo tham mạc năm 2019 thì giờ báo 9 giờ 20 phút. Đây là mọi người đang chạy đây. Đây người dân ở đây là ba lần khi bón sang là quýnh bè đây, quýnh bè. Đây là cánh chợ ở quê tao nha. Đưa băm cánh chợ là phú lắm, đi lậu sớm 9 giờ là họ dẹp rồi. Chín giờ là gì thôi, chín giờ là họ bắt đầu họ gì rượu thì mang mang lên ở đây mình khơi là cảnh núi rừng không á. Đây là được gọi là trà Bình Thương đó. Đây được gọi là trà Bình Thương. Dân lên trên bàn bán trà hai người đang tốn chịu nhau đó, phải không, hai người tốn